Bây giờ là phần tin tức 6 giờ 30 của chào buổi sáng và trước tiên thì mời quý vị cùng tôi điểm qua những tin chính được các trang báo sáng nay đăng tải. Mở đầu là một bài viết nổi bật trên trang bìa của tờ Người Lao Động. Chứng khoán vẫn tốt trong dài hạn. Theo tờ báo cũng dẫn lời nhiều chuyên gia cho rằng đó là sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam không phải là lần đầu tiên xảy ra và điều này cũng giống với các thị trường chứng khoán trong khu vực. Sau những cú sập sẽ là những cú hồi và tăng trưởng tiếp trong dài hạn nhờ vào giá trị nội tại của các doanh nghiệp tốt. Với việc khối ngoại vẫn duy trì mạch mua dòng trong 4 đến 5 tuần vừa qua thì các nhịp giảm là cơ hội cho những nhà đầu tư dài hạn. Bình luận về công văn mới đây của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nhà nước uh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kiểm soát những khoản cấp tín dụng uh, với lĩnh vực rủi ro trong đó có bất động sản thì báo kinh tế và đô thị cũng cho rằng yêu cầu này là hoàn toàn hợp lý. Bởi năm ngoái khi mà nền kinh tế khó khăn, thị trường bất động sản lại sốt nóng và có những biểu hiện bất thường của hoạt động đầu cơ. Thêm vào đó, khi các gói hỗ trợ được triển khai, nếu không ngăn chặn thì một phần sẽ chảy sang bất động sản. Chính vì vậy, việc kiểm soát tín dụng, nắn dòng vốn chảy vào sản xuất kinh doanh thay là vì các kênh đầu cơ, đó là điều cấp thiết. Còn báo Lao động và Xã hội cho biết, Thị trường Nhật Bản với 126 triệu dân có nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản càng ngày càng tăng. Tuy nhiên để có thể vào được thị trường này thì nông sản Việt Nam sẽ phải đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng rất khắt khe. Cụ thể là để có thể xuất khẩu được vào Nhật Bản thì các doanh nghiệp cần trồng theo phương pháp hữu cơ, nghĩa là chúng ta phải nói không với chất hóa học, nói không với chế phẩm và phân bón hóa học. Bên cạnh đó, thì các doanh nghiệp cũng cần phải đảm bảo đúng quy trình ở khâu sơ chế, chế biến, không để sản phẩm nhiễm vi khuẩn và chất bảo quản. Phát triển Việt Nam thành cường quốc an ninh, tờ báo tờ an ninh mạng ở tờ báo đại biểu nhân dân cũng dẫn lời nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam có nhiều cơ hội để có thể cụ hóa cụ thể hóa được mục tiêu này tuy nhiên đây là một quá trình dài đòi hỏi sự chung tay của cả nhà nước lẫn từng doanh nghiệp Cơ quan quản lý đã rất quan tâm tới vấn đề an ninh mạng thông qua việc ban hành luật an toàn thông tin mạng từ năm 2015, luật an ninh mạng năm 2018. Thế nhưng từ góc độ cơ quan doanh nghiệp vẫn còn những vấn đề như là mức độ đầu tư và bảo mật chưa thỏa đáng, rồi số lượng chuyên gia còn thiếu và chất lượng thì cũng chưa đồng đều. Một hàng tít đáng chú ý trên tờ Đại đoàn kết, những dự án chống ngập bao giờ về đích Câu hỏi được tờ báo đặt ra khi mà tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân vẫn phải chịu cảnh ngập úng. Dự án ngăn chiều được đầu tư 10.000 tỷ đồng đã trễ hẹn quan năm thứ tư, khiến cho người dân nhiều quận huyện phải sống chung với chiều cường. Và chưa hết, nhiều dự án khác, trong đó có dự án thi công đã 20 năm, đội vốn 76 lần mà vẫn trễ hẹn. Thủ tướng Chính phủ đã phải trực tiếp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và thành phố cũng đã có những nỗ lực. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn gặp khó khăn trong quá trình triển khai. Tiếp tục là một câu chuyện tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn vào cảnh ùn tắc khi nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, tờ Sài Gòn cho biết là một trong những điều được mong đợi đó là phải nới lỏng khai báo y tế. Bởi như hiện nay, việc nhập cảnh cùng với việc khai báo y tế thường khá mất nhiều thời gian. Hành khách phải chờ đợi lâu, Tuy nhiên, thì chuyên gia cũng cho rằng người nhập cảnh phải khai báo y tế vì còn liên quan tới nhiều dịch bệnh khác và không chỉ Việt Nam mà các nước trên thế giới cũng yêu cầu người nhập cảnh phải khai báo. Và trong bối cảnh dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, thì có thể tới đây Bộ Y tế sẽ sửa đổi để việc khai báo y tế cũng sẽ trở nên đơn giản hơn và đỡ mất thời gian hơn. Một thông tin đáng chú ý khác, làm giả, mua bán, cho thuê thông tin tài khoản ngân hàng gây ra nhiều hệ lụy. Đây là thực trạng đang xảy ra trên mạng xã hội và được báo quân đội nhân dân phản ánh. Trên nhiều hội nhóm thì không ít những lời quảng cáo nhận làm tài khoản ngân hàng ảo chỉ với tên hoặc là thông tin của bất kỳ ai và một số điện thoại và chỉ mất 30 phút thôi. Ngoài ra thì nhiều thành viên còn bán các tài khoản chọn bộ bao gồm là thẻ cứng, banh kinh và sim OTP với giá khoảng là 1,5 triệu đồng một bộ. Các tài khoản này thường được dùng để lừa đảo, vay từ các ứng dụng sau đó là chiếm đoạt tiền. Còn người bị lấy các thông tin sẽ bị đòi nợ, làm phiền và thậm chí là bị đe dọa. Và vừa rồi thì quý vị đã cùng tôi điểm qua một số những nội dung đáng chú ý trên các báo ra sáng nay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.